Xin chào toàn thể quý anh chị. Ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho anh chị tham khảo một căn nhà phố ngay tại khu vực phường An Phú của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Một căn nhà được xây dựng mới và thiết kế theo phong cách hiện đại mái Thái này quý anh chị ơi. Đấy, mái chữ A, một trệt hai tầng lầu anh chị nhé. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp và có hướng là chính Tây anh chị ơi. Rất phù hợp với quý anh chị có cung mệnh Tây Tứ nhé. Và nằm trong một cái khu dân cư phải nói là được quy hoạch cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Nhà nhà đều xây dựng đồng bộ này, đường xá rộng rãi thông thoáng, vỉa hè cây xanh, điện âm nước máy đầy đủ hết quý anh chị ơi. Và có một cái vị trí kết nối rất là thuận tiện và dễ dàng. Nếu mà mình di chuyển ra đây á là gặp ngay đường Phan Đình Giót giao nhau với đường DT743. Đấy là gặp ngay cái chợ Đông Đô luôn quý anh chị nhá. Loanh quanh ở đó khoảng tầm chưa đầy 200 mét đâu quý anh chị ơi. Còn nếu mà mình di chuyển về khu vực vòng xoay An Phú thì khoảng tầm 2 km và ngay khu công nghiệp V1 đó quý anh chị. Còn nếu mà mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh theo đường DT743 thì lăn quanh đâu đó khoảng tầm là 15 km thôi nha quý anh chị. Đó, cái vị trí kết nối rất là thuận tiện và dễ dàng. Căn nhà này phải nói là có một mức giá cũng tương đối là hợp lý ngay tại khu dân cư này quý anh chị nha. Một trệt hai tầng lầu. Căn nhà phải nói cực kỳ đẹp. Và với cái chiều ngang là 5 m, dài vào là 17, tổng là 85 m vuông. Thì căn nhà của chúng ta cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thông thoáng luôn quý chị ơi. Và đầy đủ cái công năng cho quý anh chị về đây sinh sống và làm việc nha. Không gian tầng 1 sẽ đưa đến cho chúng ta một khoảng sân xe hơi nha quý anh chị. Sân này có thể đậu được từ 4 chỗ, 7 chỗ đều đậu được nha. Nối dài vào bên trong này là khu vực phòng khách, rồi là phòng bếp và một nhà vệ sinh cũng như là cái giếng chơi. Và đặc biệt căn nhà này đã ngang năm rất là rộng rãi thông thoáng rồi, nhưng gia chủ lại thiết kế cầu thang ốp sát bên lưng tường này quý anh chị. Như vậy là tạo cho cái căn nhà mình không gian phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn quý anh chị ơi. Đó, thiết kế rất là đẹp, là sắc sảo và gọn gàng đó quý anh chị. Khu vực ở trên trần thì sẽ được bố trí theo hệ thống là đèn led này, rồi là giật hộp thật cao, các cái phào chỉ và bố trí một cái quạt trần nha quý anh chị. Bên ngoài thì sẽ chúng ta hai lớp cửa, một lớp cửa cổng 4 cánh cửa sắt thôi quý anh chị, và một lớp cửa nhôm kính sinh phá luôn, và một lớp cửa cuốn biển nha quý vị. Đó, rất là chắc chắn cho gia đình mình luôn. Nhà phải nói được thiết kế cực kỳ đẹp, rộng rãi thông thoáng quý anh chị ơi. Nếu mà quý anh chị đang cần tìm cho mình một cái mẫu nhà mà ngang năm ngay tại khu vực phường An Phú, chịu duyên gặp được cái video của em, ưng ý alo cho em nhé. Hai bên tường được gia chủ thiết kế cũng khá là cơ bản nhưng mà cũng tạo điểm nhấn cho căn nhà nha quý chị. Bố trí các cái phào chỉ, rồi là dán những cái khung tranh 3D giúp cho cái căn nhà mình trở nên nó sống động hơn, nó tạo điểm nhấn nha. Đó, bên này thì những cái chú ngựa này gọi là mã đáo thành công, hay là dưới này là những cái bông hoa tạo cái điểm nhấn cho căn nhà mình. Còn nếu mà mình về đây mình không thích thì mình có thể thay đổi nha quý chị. Còn trong này ở trên trần sẽ tiếp tục được bố trí hai cái quạt để cho mình lấy gió nha. Rồi khu vực không gian phòng bếp, nơi mà dành riêng cho các quý chị, quý cô, quý bà thỏa sức nấu lên những bữa ăn ngon cho gia đình, thì được gia chủ thiết kế đầy đủ hết cho nhà mình nha quý chị. Tủ trên, tủ dưới, mặt đá hoa cương cũng như là kính sơn ốp tường giúp cho mình dễ dàng vệ sinh lau chùi trong quá trình nấu nướng nha quý chị. Tủ đầy đủ hết nha quý chị ơi, rất là đẹp. Và đặc biệt có tặng kèm cho chúng ta một bộ bàn ăn 6 ghế nha quý chị. 6 ghế ở một bộ bàn ăn cũng khá là đẹp. Và đặc biệt cuối cùng đấy sẽ là khu vực không gian sinh hoạt rửa ráy cũng như là có một cái giếng trời này quý chị để mình lấy ánh sáng vào bên trong căn nhà nhé. Và khu vực nhà vệ sinh rất là rộng rãi luôn quý chị ơi. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng nhá. Vâng, chỉ có là 4,2 tỷ, còn thương lượng, còn nói chuyện sổ sẵn sổ tươi, mua bán sang tên công chứng ngay cho quý anh chị bất cứ lúc nào. Đấy, và trong quá trình làm giấy tờ thủ tục mua bán, nếu mà quý anh chị thấy phù hợp thì em sẽ hỗ trợ cho toàn thể nhà mình tham khảo hết từ A tới Z trong quá trình làm giấy tờ đăng bộ sang tên nhập quý anh chị. Và khu vực không gian tầng 2, tầng 3 sẽ đưa đến cho chúng ta thêm hai căn phòng ngủ cho mỗi tầng. Nhà này thì có 3 căn phòng ngủ thôi quý anh chị, và khu vực phòng thờ cho chúng ta nha quý anh chị ơi. Một cái mẫu nhà phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng rãi thông thoáng luôn quý anh chị. Gần chợ Đông Đô, gần vòng xoay An Phú và gần với khu vực khu công nghiệp V1 nha quý anh chị. Vâng, và đây là khu vực không gian tầng 1 sẽ đưa đến cho chúng ta hai căn phòng ngủ anh chị nha, và có hai nhà vệ sinh khép kín ở bên trong luôn nè quý anh chị.
phòng ngủ rất là rộng rãi và thông thoáng. Phía sau nhà này sẽ có một khoảng là sân phơi này nè quý vị. Đó anh chị thấy sân phơi rộng rãi thông thoáng nhá. Rồi phía trước sẽ có thêm cho chúng ta một căn phòng ngủ. Ở đây phải gọi là phòng ngủ master đâu đó quý vị, cực kỳ rộng luôn. Đây có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong nè quý vị ơi. Đó, phía trước thì có luôn là cửa sổ ban công và cửa này cho chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng ở bên trong nhá. Nhà mình có hướng chính tây, các quý chị có khung mình tây tứ. Đây là cửa một luôn này quý chị. Rồi phía trên sẽ cho chúng ta thêm một căn phòng ngủ và một căn phòng thờ thôi nha quý chị. Đó quý chị mà tham khảo thấy ưng ý thì alo cho em sẽ hỗ trợ cho toàn thể nhà mình đi xem thực tế nha và đưa ra được những cái quyết định nói chung là chính xác chuẩn chỉ luôn quý chị ơi. Đó, bây giờ em sẽ quay ra lại một lần nữa cho quý chị cùng tham khảo cái căn nhà này và nếu quý chị thấy phù hợp thì alo cho em nhé. Trong này em còn rất là nhiều nhà và đất nha quý chị. Nếu mà khu này thì đa số là ngang năm, khu này thì được quy hoạch ngang năm. Còn nếu mà anh chị cần tìm hướng chính đông hay là những cái hướng khác đó thì nếu mà ưng ý khu này thì cứ alo cho em sẽ dẫn đi coi thêm một vài căn nữa. Đó, ngoài ra em còn chuyên khu vực thành phố Thuận An và thành phố Di An thì Bình Dương, tất cả đều có sổ hồng riêng nha quý chị, mua bán sang tên công chứng ngay cho mình bất cứ lúc nào anh chị muốn nha. Đó, hôm nay thì gửi đến cho quý chị tham khảo căn nhà này. Nếu mà yêu thương thì anh chị cứ đăng ký cái kênh của em. Đó, rồi là theo dõi kênh của em thì mỗi ngày em sẽ cập nhật rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất của toàn khu vực thành phố Thuận An và thành phố Di An tỉnh Bình Dương cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo nha. Đây, khu này hàng xóm đã về đây ở rất là đông. Ở nhà nhà đều xây dựng đồng bộ nha quý anh chị. Và căn nhà của chúng ta cũng được thiết kế xây dựng khá là đẹp. Mẫu mái Thái, mái chữ A này quý anh chị, một đẹp hai tầng lầu. Đầy đủ công nhân, có sân xe hơi nha quý anh chị. Quá tuyệt vời. Ngay tại phường An Phú của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Rồi, nếu quý anh chị thấy phù hợp alo cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.